Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Câu lạc bộ Quốc vàng của chúng ta phát nguyện tu một tuần để niệm ân đức xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa qua phương pháp tu tập tụng kinh và thiền quán. Trong những ngày qua, các quý đạo hữu đã thực tập và tâm chiếu hoàn quán thấy rằng các quý đạo hữu đã có những cái kết quả rất là to lớn tâm chiếu hoàn quán thấy biết được điều này là do đọc những chia sẻ của các quý đạo hữu ở trên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày tâm chiếu hoàn quán thấy có các đạo hữu sau khi nghe về ân đức xuất gia của thái tử tất đạt đa hay gọi là ân đức xuất gia của Đức Phật đã có những cái xúc cảm rất là lớn, có những cái chấn động tâm rất là lớn. Hãy kính thưa các quý đạo hữu, cái chấn động tâm này nó mang tới cái lợi ích vô cùng to lớn bởi vì cái chấn động tâm này nó xuất phát từ cái sự quan sát tư duy liên hệ giữa mình và những sự hy sinh to lớn của thái tử tất đạt đa cái sự hy sinh của mình mình không làm được dù cái việc nhỏ nhất cho người thân của mình mình còn phải Yeah, cân nhắc thế mà thái tử tất Đạt ta hy sinh tất cả vì chúng sinh không phải là chỉ vì người thân cái sự hy sinh của thái tử tất đặt ta nằm ngoài những cái sự so đo tính toán của người thường người phàm chúng ta Đấy, chúng ta thường hy sinh cái gì thì chúng ta cũng mong muốn nhận được cái gì ví dụ vợ hy sinh cho chồng cũng phải mong muốn nhận lại tình yêu thương từ chồng tài sản từ chồng chứ không thể nào mà lại hy sinh cho chồng để chồng đi hy sinh cho người khác thì không có đúng không? cho nên cái sự hy sinh của chúng ta thường được tính toán bởi cái sự đáp trả lại cho mình và nó cũng cả bằng cái sự cân đối nữa đó cân đối về xem là cái hy sinh như thế có đáng hay không đó và sau đó ta được gì đôi khi nó là như thế nếu như mà biết rằng là mình sẽ chết để hy sinh như thế thì con người cũng có đó là các anh hùng liệt sĩ cũng có chứ không phải không có thế nhưng cũng muốn đổi lại được một cái là cho gia đình mình đó nó cũng ở như thế tất nhiên là tâm của các anh hùng liệt sĩ thì cũng lớn chứ cũng không phải nhỏ cho gia đình mình cho dân tộc mình thế nhưng đó là trong cái lúc mình bức bách có thể có những cái suy nghĩ là có sống thì rồi nó cũng phải chịu những cái sự áp bức phải không tức là ta đang bị thống khổ nhưng ta phải vùng lên trên ta nếu ta có sống thì ta cũng sẽ chịu áp bức cho nên là ta không chịu được chứ không phải là cái sự hy sinh như thái tử tất Đạt ta là từ bỏ hết mọi sự sung sướng danh lợi không phải như thế thế cho nên cái sự hy sinh của thái tử tất đạt đa là từ bỏ tất cả mà lại vì vô lượng chúng sinh vì tất cả chúng sinh trong đó có mình thì qua cái sự tư duy mà mình thấy rằng cái sự hy sinh to lớn đến như vậy và cái kết quả hy sinh đó mình lại là người được hưởng vì thế cho nên trong chúng ta nó có cái trỗi dậy cái cảm xúc là cái cảm xúc của một người con. Tại vì chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta được cái tình cảm của cha mẹ bao bọc là hy sinh cho con cái vô điều kiện. Thế cho nên ở trong chúng ta có một cái tâm gọi là tâm biết ơn vô hạn. Thì khi chúng ta cái niệm ân đức xuất gia của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật là người vì chúng ta một cách vô điều kiện không cần phải chúng ta đáp trả ân sâu gì tất cả vì chúng ta đó cho nên trong cái tâm của chúng ta nó vốn sẵn có những điều đó cho nên bây giờ chúng ta niệm ân đức của đức phật làm chấn động tâm của chúng ta làm tâm của chúng ta chấn động trên có những quý đạo hữu khi đảnh lễ trí tâm đảnh lễ bồ tát tất đạt đa trong ba a tăng kỳ kiếp đã từ bỏ tất cả mà vì chúng sinh các quý đạo hữu đã đã khóc khi ngồi thiền các quý đạo hữu cũng đã khóc đây là một cái tâm ân sâu sắc làm cho mình có cái sự chấn động trong kinh pháp cú đức phật dạy thế này ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình cũng vậy nói về tâm tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo nếu với tâm thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình chúng ta niệm ân đức xuất gia của đức phật đó là ý thanh tịnh niệm cái ân đức của người vì mình mà hy sinh tất cả niệm ân đức đó làm cho chúng ta chấn động tâm thì từ tâm của chúng ta chúng ta cảm kích xúc động chúng ta nói được lên cái lời ân lời tri ân đối với đức phật thì cái quả phước to lớn của chúng ta đó là an lạc bước theo sau như bóng không rời hình mà việc mà chúng ta được hạnh phúc từ sự thiền quán tư duy sâu sắc về ân đức xuất gia của đức phật thì không phải là công đức phước báo chỉ đem đến cho chúng ta đời này mà sẽ đem đến cho chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về sau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi từ đời này đến đời sau là do phước hoặc tội ở trong tâm. Nếu như tâm chúng ta có chú tâm, có chuyên tâm làm việc ác thì kiếp sau chúng ta khổ. Vì tâm đó khiến chúng ta đi tái sinh Tâm chính là dấu hiệu của phước báo Tâm chính là phước báo Các quý đạo hữu ạ Tâm tạo ra phước báo Và phước báo cũng chính là tâm hiện tiền Thế cho nên mới gọi là Người có phước Tâm được gì? thành thơi Tâm được an vui Tâm được hoan hỉ Người không có phước Thì tâm bị khổ não Đó Bị đau khổ bị phiền muộn, bị sợ hãi, bị rất nhiều. Thế. Tâm chiếu hoàn quán cũng xin chia sẻ về chuyện của trưởng giả cấp cô độc để cho chúng ta thấy rằng cái phước báo mà Ngài cấp cô độc có được cũng không phải là do chính cái đời đời đó của Ngài cấp cô độc tạo ra mà phải do những cái nguyên nhân rất là sâu xa của Ngài rồi. Câu chuyện về cư sĩ cấp cô độc. Tu Đạt có người anh vợ là một thương gia giàu có ở tại thành Vương Xá. Mỗi khi có việc sang đây, ông đều trú tại nhà người anh vợ này. Một hôm đến đây, Tu Đạt thấy ông anh vợ đang bận rộn tíu tít sửa soạn một bữa tiệc lớn cho ngày mai Ông hỏi thăm thì người anh vợ nói Ngày mai anh cung thỉnh Phật và chư vị tỳ kheo đệ tử của Ngài đến thọ trai tại nhà Tu Đạt tức là tên của ông cấp cô đọc đấy ạ Mới nghe tiếng Phật từ chính miệng ông anh vợ nói ra Tu Đạt bỗng thấy lòng lẩy sinh liềm hứng thú lạ thường Đó, các quý đạo hữu ạ đây là mới nghe thế một chữ như thế thôi mà lòng đã đã lẩy sinh cái sự hứng thú thế thì đây nó phải là tâm của ông ấy, được lưu truyền từ kiếp trước đến kiếp này và cái lòng hứng thú đấy nó phải do chấn động tâm từ kiếp trước cho nên đến khi nghe đến chỗ này chúng ta mới có chấn động tâm tâm chứ hoàn quan ví dụ một ví dụ gần thôi ví dụ một người đang để ý một người nào đó Tâm lúc nào cũng hướng về Thế niệm nghe thấy rằng hôm nay người ta sẽ đến Tâm niệm làm sao? Tâm niệm làm sao? Có rung động luôn không? Có hứng thú không? Rung động và hứng thú Tuy rằng cái lúc trước nghe nói chú ý người khác là, là thời điểm khác Và bây giờ nghe thấy là người ta sẽ đến là thời điểm khác đó Thì thời điểm khác chúng ta có chấn động tâm Thì thời điểm sau chúng ta có chấn động tâm Thế nhưng mà do cái tình yêu nó không phải từ một cái sâu sắc Cho nên cái chấn động tâm nó theo năm tháng Nó có thể phai đi Thế nhưng mà cái tâm đối với Đức Phật Một cái niệm ân lớn như thế Chúng ta có thể rung động bằng cả suy nghĩ Bằng cả tâm Tất cả gọi là thân khẩu ý Toàn thân rung động Đấy các quý đạo hữu tu thiền Quán niệm ân đức của Đức Phật Chúng ta thấy toàn thân chúng ta rung động tâm chiếu hoàn quán đã có những lúc mà niệm ân đức phật liệm ân xong rồi trong lúc niệm ân thì nước mắt tuôn trào sau khi niệm ân xong rồi sẽ có một trạng thái vắng lặng cái niệm ân đấy nó trở thành sự tĩnh lặng nó không còn cảm xúc nó không vọng tưởng nó chỉ còn lại là một sự hỷ lạc Đó Thì chính cái cái Tâm niệm này của mình Nó sẽ mang cho mình đến nhiều kiếp Và nó sẽ dẫn dắt cho mình Gặp được Chính pháp của Phật Đấy cái tâm nó Nó, nó dắt dẫn cho mình đến mức độ như vậy Thế thì đây là ông cấp cô độc Là do ông cái tâm của ông Dẫn dắt ông ấy. Hãy tâm chiếu hoàn quán đọc tiếp để xem xem là cái nguồn tâm của ông ấy, cái nguồn tâm cao quý này. Cái nguồn tâm thanh cao này dẫn dắt ông đến đâu. Ông yêu cầu người anh vợ nói rõ ràng về bậc giác ngộ cho ông nghe. Đó. Thế nếu như chúng ta không có chấn động tâm thì chúng ta chỉ nghe thấy một cái câu chữ Phật thì chắc ai còn quan tâm. Đôi khi có người còn nói như, phật cái gì mà phật gớm vơ vẩn mê tín đấy đúng không đấy thế nhé đây là nghe thấy một điều là ngày mai mới nghe chữ phật từ miệng ông anh vợ thế thế mà ông lại tâm của ông dâng lên cái liềm hứng khỏi từ cái liềm hứng khỏi để dẫn dắt cho ông nói là ông anh vợ lại hãy nói cho nghe về về đức phật rồi chúng ta theo dõi tiếp Nhân cơ hội đó, người anh vợ đã nói cho Tu Đạt biết về tư cách, đức độ và trí tuệ siêu Việt của Đức Phật. Chính ông đã được nghe Phật nói Pháp và được làm đệ tử tại gia của Ngài. Ông cũng đã được Ngài cho phép dựng lên 60 am thất nhỏ giải rác trong tu viện Trúc Lâm để cúng dường chư Tăng. Kính thưa quý đạo hữu, Chỗ này là chúng ta thấy là ông cấp cô đọc ông rất say xưa để nghe ông anh vợ nói về Đức Phật. Tâm chúa hoàn quán xin đọc tiếp. Thật là một cơ duyên màu nhiệm. Khi nghe được những điều đó tu đạt cảm thấy sung sướng vô cùng, tỏ lòng kính ngưỡng ngay đối với Đức Phật. Đó Chúng ta thấy không? Cái tâm của ông ấy dẫn dắt cho ông lại thêm tăng thượng tâm nữa là tỏ lòng kính ngưỡng ngay đối với Đức Phật. Nghĩ rằng chỉ qua một đêm thôi, ngày mai là mình sẽ có cơ hội quý báu được gặp Phật ngay tại căn nhà này. Ông rất vui và yên trí đi ngủ. Tưởng rằng sẽ được ngủ ngon giấc nhưng không. Suốt đêm đó, ông đã không ngủ được. Lòng cứ nôn lao, mong cho trời mau sáng để được gặp Phật. Ông vùng dậy đến ba lần vì tưởng trời đã sáng nhưng mà màn đêm vẫn cứ dày đặc. Cuối cùng không thể chờ đợi được. Ông thức dậy hẳn. Dù trời chưa sáng, ông vẫn nhất quyết đến Trúc Lâm để tìm gặp Phật. Khi ông đến khuôn viên tu viện thì trời tờ mờ sáng. Dù lòng đang nôn nóng nhưng ông cũng đang cảm thấy e ngại bỗng nhiên ông nghe có tiếng người gọi đích danh ông tu đạt nhìn thẳng trước mặt ông thấy một người và linh tính báo cho ông biết người đó chính là đức phật cái linh tính này là ở đâu là ở tâm mình đấy các quý đạo hữu thấy rằng là mình với cái người thương mình Tức là mình thương ai đó thì mình hay có linh tính với người đó. Đúng không? Cái linh tính là yếu tố của tâm. Gọi là giao cả. Tâm chiếu hoàn quán xin đọc tiếp. Đúng vậy, đó chính là Đức Phật. Lúc đó Ngài đang đi thiền hành ngoài trời. Khi thoáng thấy có người đi tới, Ngài đã biết ngay đó là Tu Đạt. Ông tỉnh người. Thế ông Tu Đạt, ông tỉnh người. Tiến tới một bước, một cách nghiêm trang và thành kính, ông chắp tay đảnh lễ Phật. Chúng ta thấy rằng là ông tu đạt này, ông mới nghe thấy có Đức Phật như thế thôi chứ ông đã biết thế nào là là cung kính đối với Phật đâu, ông chưa biết, thế mà cái tâm của ông dẫn dắt cho ông đến đến được cái cái oai nghi này đấy. Ông tự giới thiệu mình và kể cho Phật nghe tâm trạng của ông từ hôm qua đến giờ rồi xin Phật dạy cho ông về đạo lý. Đó là một buổi sáng tại tu viện Trúc Lâm sau khi mùa an cư lần thứ ba của Phật chấm dứt. Sau khi ông nghe bài Pháp đầu tiên tâm ông bừng sáng, ông vui sướng đảnh lễ và xin Phật nhận cho ông được làm đệ tử tại gia của Phật. Phật hoan hỷ chấp nhận khi đức Phật hướng dẫn chư tăng đến thọ lễ cúng dường tại nhà người anh vợ của ông, ông cũng thỉnh Phật và chư tăng ngay ngày hôm sau đến đây để thọ lễ trai tăng do chính ông cúng dường. Trong lễ trai tăng này, tu đạt đã thành khẩn thỉnh cầu Phật và chư tăng sang xá vệ quê hương ông để truyền bá chánh pháp, ông phát nguyện sẽ kiến lập một ngôi tu viện lớn tại kinh thành xá vệ để cúng dường Phật và giáo đoàn làm cơ sở tu học và hành đạo tại Vương quốc kiểu Tát La. Thì kính thưa các quý đạo hữu, Tâm chiếu Hoàn Quán sẽ cùng với các quý đạo hữu chúng ta phân tích và chia sẻ với nhau về cái nguồn tâm của ông cấp cô độc. Ngay sau khi mà nghe thấy anh ông anh vợ như vậy thì tâm ông ấy rất là bồn chồn tâm ông ấy rất là mong mỏi gặp phật cho nên ông không ngủ được ông dậy ba lần liền và đến lần cuối cùng thì dù trong còn đêm ông vẫn đi tìm đi tìm phật và đến gặp phật là ông ấy thỉnh phật để nghe giáo pháp ngay Hay và khi nghe được giáo pháp là ông ấy thỉnh phật đi truyền pháp và ông ấy thỉnh phật là ông ấy sẽ cúng dường đó thì với một cái tâm mới bắt đầu nghe đến phật ngay kiếp này thì không thể có điều đó được thế cho nên cái tâm này phải từ kiếp trước và cái tâm này phải là chấn động tâm từ kiếp trước các quý đạo hữu ạ đấy tâm chú hoàn toàn đấy ví dụ như lúc trước ta yêu quý ai ta có chấn động tâm một chút thì lúc sau làm sao tâm của ta làm sao khi nghe thấy đến người đó thì ta làm sao? Sao xuyến bồi hồi, muốn gặp, muốn nghe nói phải không? Muốn gì? Muốn cho để cho người ta nhận thì nó cũng là một nguồn tâm thôi. Đó, thế thì chính là do cái lúc trước trong cái kiếp trước ông cấp cô đọc này phải có những chấn động tâm. Và cũng như vậy đối với các đạo hữu. Chúng ta có chấn động tâm như vậy thế nếu bây giờ các quý đạo hữu mà nghe thấy rằng có Đức Phật thì các quý đạo hữu có đến không? có bồn chồn không? có muốn đến ngay không? chắc chắn là các quý đạo hữu sẽ có nguồn tâm như ông cấp cô đọc khi chúng ta đã có chấn động về ân đức như vậy, có được cái sự thực hành pháp mà có được sự chuyển hóa nghiệp và thấy rằng Đức Phật đúng là một vị Cha mà Cha trong tất cả lớn hơn tất cả tâm của những người cha nó bao trùm hết tất cả người cha có thể hy sinh tính mạng về con thì đức phật cũng có người cha hy sinh về tài sản vì con cũng có người cha hy sinh hạnh phúc riêng cũng có có những người cha mà sau khi mà à, vợ mất đi sống cả một đời để nuôi con quên đi hạnh phúc riêng của mình đó tức là trong đức phật thì bao trùm tất cả những đức tính của người cha Hy sinh cho con vô điều kiện Bỏ đi cả quyền cao chức trọng Bỏ đi cả tất cả những cái gì Mà về lợi ích bản thân mình bỏ đi hết Chỉ vì con Thì chỉ duy nhất có Đức Phật Đó Vì thế cho nên khi chúng ta Được lợi ích từ Ngài Chúng ta thiền quán sâu sắc Chúng ta tư duy sâu sắc Thì chúng ta có chấn động tâm về ân đức của ngài và như vậy kiếp sau chúng ta khi nghe đến chữ Phật chúng ta sẽ đi đến được con đường của Phật. Đây là cái kết quả vô cùng to lớn các quý đạo hữu ạ. Nó khiến cho chúng ta không đi lạc đạo, nó khiến cho chúng ta không bao giờ đi theo ngoại đạo tà giáo, nó khiến chúng ta tìm được đúng chính pháp của phật tu tập cho nên cái công đức thiền quán niệm ân đức xuất xa của thái tử tất đạt đa cái công đức đó sinh ra cái phước báo vô cùng to lớn cho mình các phật tử nào các đạo hữu nào mà chúng ta đã có cái sự chấn động tâm trong khi chúng ta niệm ân đức của ngài thì chúng ta sẽ được cái quả phước vô cùng to lớn trong nhiều đời nhiều kiếp và hiện tại kiếp này cũng thay đổi được các cái nhân quả xấu ác cho chúng ta những nhân quả mà do chúng ta đã vô ơn bạc nghĩa chúng ta đáng phải gánh chịu thì theo cái sự chấn động tâm này cái quả báo đấy nó sẽ được dịch chuyển đi nó sẽ được chuyển hóa đi có khi có những Phật tử mà tinh tấn mà chấn động tâm hoàn toàn rất lớn thì có khi chúng ta chấm dứt được những cái quả khổ từ bất hiếu, bất nghĩa. Các quý đạo hữu ạ. Thế cho nên niệm ân đức xuất gia của Đức Phật đem đến cái công đức vô cùng to lớn, cái lợi ích lâu dài. Thế và cũng như là bài kinh pháp cú nếu với tâm với ý thanh tịnh nói nên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình thế cho nên với tâm ý thanh tịnh như vậy sự giác ngộ như vậy chúng ta chia sẻ với nhau cái niềm hạnh phúc thấy chúng ta nói nên chúng ta tán thán cái ân đức của ngài đối với chúng sinh thì phước báo sẽ phát sinh cho chúng ta ngay trong hiện kiếp này các quý đạo hữu ạ cho nên cái tuần tu tập niệm ân đức xuất gia của đức phật là tuần chúng ta tu tập sinh ra được công đức phước báo to lớn cho ngay kiếp này và nó là kim chỉ nam dẫn dắt tâm chúng ta trong các kiếp sau. Đấy, nó là một nhân duyên thủ thắng để dẫn dắt chúng ta trong các kiếp sau. Nên tâm chiếu hoàn quán xin tùy hỷ với tất cả các quý đạo hữu đã tham gia tu tập chương trình thiền niệm ân đức xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Em tâm chiếu hoàn quán xin tùy hỷ. Và Tiếp theo là chúng ta sẽ có một tuần tu tập nữa về ngày 15 tháng 2 là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên câu lạc bộ chúng ta sẽ phát động tu tập một tuần tu thiền giống như là tuần chúng ta tu niệm ấn đức xuất gia của Đức Phật ấy. để nhớ niệm ngày đức phật nhập niết bàn tâm chiếu hoàn khoán sách tấn các quý đạo hữu chúng ta hãy bố trí thời gian tham gia tu tập đủ bảy ngày hoặc là tu tập riêng tại nhà hoặc tu tập theo nhóm để cho chúng ta có được lợi ích ngay trong kiếp này và nhiều kiếp sau bởi vì hạnh phúc hay đau khổ do chính chúng ta tạo nên. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực tích cực làm những việc mà khiến cho chúng ta được hạnh phúc và khiến cho chúng sinh được ân hưởng nhờ cái cái công đức tu hành của chúng ta. Chúc các quý đạo hữu tinh tấn và an lạc. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. <laughs>